Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một số ví dụ mà mình đã sử dụng cái mic shotgun hoặc mic valet như thế nào nha. Và các bạn có thể để lại cái đánh giá hoặc cái comment của bạn về từng mic, bạn thích cái mic nào, bạn đánh giá chất lượng âm thanh của nó ở dưới phần comment nha các bạn. Cái clip đầu tiên sau khi mình mua cái mic này từ Singapore về đó là mình quay phóng sự cho cái thẩm mỹ viện gọi là của chị Yến Beauty. Mình quay phỏng vấn thì lúc đó là tại sao mình xài cái mic này? Tại vì lúc đó là quay cảnh hai cái người bạn ngồi kể lại cái câu chuyện ở trong quán cà phê. Thì mình xài cái mic này để mình cầm cái mic mình chĩa xuống, mình thu âm hai người cùng một lúc được. Thì cái đó nó tiện hơn. Khi bạn quay thì bạn setup cái mic này nó sẽ nhanh hơn mic wireless. Tại mic wireless thì bạn phải gắn vô người, setup nó tốn nhiều bước hơn. Từ gắn lên máy gắn đây, còn cái mic này bạn chỉ cần cắm dây vô gắn lên cái bum, bạn cầm đưa chĩa lên giữ khoảng cách tầm 1 mét với cái miệng người nói. Bạn lưu ý là bạn chĩa trên chĩa xuống nha. Tại sao chĩa trên chĩa xuống? Tại vì thường ở dưới thì nó ít âm thanh hơn là ở trên trần. Ở trên trần có âm thanh máy lạnh quạt đó, thì bạn chĩa xuống thì âm thanh nó chỉ thẳng vô cái người nói thì âm thanh nó thu thì sẽ tốt nhất. Tụi em vẫn hay hẹn đi uống nước nói chuyện với nhau, nhưng khoảng thời gian đó em không liên lạc được với Thi, cũng không biết tin gì của nó. Dần dần em mới lên la, em mới biết được là Thi nó chuẩn bị đi phẫu thuật. Cái tiếp theo là cái event cho cái triển lãm du học. Lúc đó là MC phỏng vấn từng người đến tham dự, từng các học viên, các sinh viên đến tham dự cái buổi event đó. Thì cái xài cái mic này cầm phỏng vấn thì rất là tiện. Tại vì bạn MC chỉ cần cầm đây, hỏi người kế bên trả lời, đưa cái người kia trả lời xong đưa qua lại gì rất là tiện, rất là nhanh. Nhanh hơn mic wireless. Nếu mà xài wireless trong trường hợp đó là bạn phải gắn một cái cho MC, một cái cho cái người được phỏng vấn. Thì mỗi lần quay người phải gắn luôn, mất rất nhiều thời gian. Trong khi cái này nhanh gọn lẹ, MC cầm đưa nói chuyện tự xử nhau luôn. Đó rất là tiện. Thì ngày hôm nay cùng với triển lãm du học thì công ty Hằng Lương cũng đã tiếp tục để giúp cho rất là nhiều những các bạn khác nhau. Dạ, với cái sự nhiệt tình hỗ trợ tư vấn bên Hằng Lương thì em không gặp một chút khó khăn nào hết. Các ví dụ còn lại thì mình xài cái mic wireless. Clip về bất động sản cho An Gia, có một mình MC Thiên Vũ anh nói thôi, thì anh ngồi một chỗ đi qua đi lại anh nói, thì chỉ cần có mic wireless đó vô cái bộ âm thanh của mình. An Gia còn có chính sách chủ động kiểm tra định kỳ căn hộ của bạn. Điều này cũng đồng nghĩa căn hộ của bạn sẽ được bảo dưỡng định kỳ trong suốt quá trình đó. Thời gian bảo dưỡng cụ thể như sau. Cái quảng cáo của Vietjet thì hai người nói mình cũng xài mic wireless gắn vô cái bộ này. Ê, ủa mà bà chết em online chưa vậy? Trời ơi, dĩ nhiên là rồi. Yeah. Xài app Vietjet Air nhanh chóng cậu lẹ. Ồ, bữa nay người ta cái gì thông minh, thông thạo, thông thái cái dự xài Vietjet Air quá ta. Mua lỗ hàng ngày, bay Vietjet càng nhiều càng may. Máy bay vàng cho khách hàng may mắn nhất. 6 tháng bay miễn phí cho những bạn thích du hí. Cùng hàng ngàn phần quà hấp dẫn khác. Ba người nói cùng một lúc thì mình phải xài cái bộ H6N đó thì mới thu được 3 mic cùng một lúc. Thì cũng xài mic wireless Sennheiser luôn. Hôm bữa mình quay cái Sunlight thì mình cũng xài cái mic wireless luôn. Hai ba con nói chuyện với nhau thì cũng xài hai cái mic wireless. Ba ơi, tinh hoa là gì vậy ba? Tinh hoa là những giá trị tốt đẹp nhất được truyền thừa giữa các thế hệ đó con. Dạ. Nếu trong trường hợp quay phỏng vấn một người, đa số là mic wireless, hai người thì mình thường mình cũng sẽ ưu tiên mình thuê mic wireless xài luôn. Trong một số trường hợp nhanh gọn lẹ thì nên xài cái này. Cái này mình đâu thể nào mà để sát như cái sát cái bên gần khoảng cách giống như cái mic này được. Cái mic này để gần hơn nên âm thanh bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn. Còn cái này bạn để bao giờ cũng phải xài. Xài vậy thì âm thanh nó không có đều. Nhất là khi bạn cầm nói chuyện hơn một phút thì bắt đầu đó, cầm cái bum kia cũng nặng nó bắt đầu gung tay đó, đưa tay lên đưa xuống. Khi bạn di chuyển cái này là cái âm thanh nó sẽ không đều. Đó. Lần trước mình cũng quay đó, ông Phi ông anh của mình ông cầm cái mic này đó, ông cầm xíu rồi ông mệt rồi tự nhiên từ cái ông thả cái mic vô cái khung hình của mình. Tại cái này nhiều cái kho hài lắm các bạn. Cái này là ok chỉ quay trong nhà thôi nha các bạn. Nếu bạn ra ngoài trời thì bạn nên mua cái bộ mà lông á, nó chống được gió. Trong tiếng Anh nó gọi bộ đó gọi là dead cat, là nghĩa là con mèo chết á. Còn trong tiếng Việt mình gọi là bộ lọc gió chống gió gì mình không biết, mình không gần. Nhưng mà tóm lại cái đó là nó chùm vô đây nè. Gió thổi thì nó giảm cái độ của cái gió được. Cái bộ này thì xài trong nhà thôi. Còn ra ngoài trời bạn quay thì bạn mua cái desk đó bạn gắn vô thì âm thanh nó sẽ tốt hơn, nó sẽ hạn chế được cái gió, cái wind. Một cái lưu ý này cực kỳ quan trọng nha các bạn. Khi bạn đầu tư thiết bị âm thanh và hình ảnh cho công việc của bạn thì bạn nên nhớ rằng khi bạn bỏ ra một số tiền bạn mua một cái camera body thì cái vòng đời của nó tầm 3-4 năm. Nhà sản xuất họ sẽ ra một cái model mới, mẫu đó nó sẽ nâng cấp lên công nghệ mới, như là ví dụ như lúc đầu nó chỉ quay được Full HD thôi, sau đó nó nâng lên 4K, từ 4K nó lên 4K 60 frame, mà sau đó nữa nó sẽ lên 4K 120 frame, quay 10 bit 422 HDR Adobe Vision gì đó. Thì bạn thấy đi,
cái công nghệ camera nó sẽ luôn luôn cập nhật, nó cập nhật rất là nhanh. 3-4 năm nữa nó sẽ cập nhật một công nghệ mới rồi. Chưa kể những hãng khác nó cạnh tranh nhau xen kẽ vòng đời camera nữa. Nhưng mà cái thiết bị âm thanh nó rất là chậm cập nhật. Không phải nó chậm cập nhật, nhưng mà cái chuẩn khi bạn đầu tư một thiết bị âm thanh tốt, nó sẽ last cho bạn, hữu dụng cho bạn 5-10 năm luôn. Bạn tin mình đi. Mình thấy những cái thiết bị âm thanh mình mua ngay từ ngày đầu, từ lúc mình mới ra trường tới bây giờ, nếu mình giữ lại mình sử dụng, vẫn còn sử dụng được rất là tốt. Âm thanh nó rất là bền. Cái chuẩn công nghệ âm thanh nó giống như nó gần mức bảo hòa rồi. Mình không có nói quá, mình không phải là chuyên gia âm thanh, nhưng mà mình nghĩ đó, cái công nghệ để làm âm thanh nó đã đến một mức đỉnh của nó. Cái này mình mua 2018 nhưng mà đến bây giờ nó, giá nó vẫn còn 6-7 triệu ở store. Các bạn xem đi, chưa kể những cái phụ kiện linh tinh, những cái sợi dây, những cái boom mic của mình. Mà bây giờ mình cũng chưa biết nó có ra mẫu mới chưa. Tại vì những cái thiết bị âm thanh này xài rất là lâu, rất là bền luôn. Khi bạn đầu tư, bạn mua những cái thương hiệu tốt cho thiết bị âm thanh, đừng có mua hiệu Trung Quốc, đừng mua hiệu giỏm nha các bạn. Nếu đã đầu tư rồi, phải mua những cái thiết bị tốt nhất cho bạn. Lens bạn có thể lens Sigma, Tamron hay là lens giỏm, không xài lens Canon, Sony, lens Sigma, Tamron cũng được, nhưng mà âm thanh phải mua âm thanh thiết bị tốt. Đối với mình đó là quan điểm của mình. Mình rất là quyết đoán về vấn đề âm thanh, xài là phải xài đầu tốt, không có nên xài đầu giỏm. Mua cho được thiết bị âm thanh bạn mua bằng xài 5-10 năm chứ không phải như cái camera body đâu. Bạn xài một thời gian nó sẽ bị lạc hậu, nó sẽ bị out update, công nghệ nó bị cũ. Nhưng mà thiết bị âm thanh xài rất là lâu, mình bảo đảm với các bạn luôn, nếu đừng có bị rơi rớt, đừng bị mình xài hoài luôn. 5-10 năm nữa vẫn xài được. Và cái mic wireless này cũng vậy. Đó là ý kiến của mình nha. Khi các bạn đầu tư cho công việc của bạn, các bạn nên cân bằng giữa hình ảnh và âm thanh. Đừng có quá tập trung vào hình ảnh mà quên đi cái phần âm thanh, vì nó là một phần không thể thiếu để đánh giá chất lượng video production của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Mình hy vọng cái video này sẽ giúp cho các bạn hiểu thêm về tầm quan trọng của âm thanh và cách sử dụng những cái thiết bị âm thanh phù hợp cho công việc của mình. Ok, các bạn nhớ like và subscribe kênh mình nha, để mình làm thêm những cái video hữu ích cho các bạn xem nha. Ok, bye bye.